nhà đài thông báo có thể phi nhung sẽ về việt nam hiện tại ca sĩ phi nhung đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện lớn nhất tại mỹ vào sáng hôm nay bác sĩ chính điều trị cho phi nhung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên ông cho biết tình hình hiện tại của phi nhung không khả quan lắm nên chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào đêm qua ca sĩ phi nhung đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như co giật các bác sĩ tại đây đã phải rất tích cực sử dụng các biện pháp sơ cứu để cứu sống Phi Nhung và cố gắng đưa Phi Nhung về trạng thái ổn định nhất. Đến sáng nay đã có dấu hiệu khả quan hơn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì bởi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi. Giờ đây chỉ có thể cầu nguyện mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phi Nhung. Cùng với đó, trên khắp mạng xã hội hiện nay đang rất hoang mang bởi thông tin ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Hàng loạt cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận động viên, cầu nguyện cho Phi Nhung tài qua nạn khỏi và sớm xuất hiện trở lại trên sân khấu bằng da bằng thịt. Ngoài ra, quản lý Diễm Phạm cũng đã có động thái mới. Cô cho biết tối qua tôi nhận được thông tin từ bác sĩ mà rụng rơi. Dù đã sử dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất, nhưng có lẽ các bác sĩ tại đây cũng đã cố gắng hết sức. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ tại Mỹ. Vì đã ngày đêm cứu chữa cho Phi Nhung Bây giờ chỉ có thể dựa vào tinh thần kiên cường của Phi Nhung mà thôi Ngoài ra trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều Một bên cho rằng Phi Nhung không nên lừa dối khán giả Dẫn nên màn kịch đau lòng như vậy Như vậy là trái với đạo đức Bên còn lại lại cho rằng Dù ca sĩ Phi Nhung còn sống là may mắn lắm rồi Chúng ta hãy trân trọng điều đó Trước những lời qua tiếng lại như vậy Con gái Wendy vẫn không lên tiếng từ chối mọi cuộc phỏng vấn liên quan đến mẹ mình. Chỉ nói một câu duy nhất, cô sẽ có thông báo đến quý khán giả thông tin chính xác nhất và sớm nhất. Xin hãy đợi một khoảng thời gian nữa và hãy ngừng lan truyền những thông tin bị đặt, chưa được kiểm chứng. Phi Nhung luôn được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông Điền điển, phải lòng Con gái bến tre. Đi lên từ khó khăn, song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem như là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát. Thật hư thông tin Phi Nhung đã về cùng các con tại Việt Nam. Được biết sáng nay các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực, cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này, thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một Phi Nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý, bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó, phổi của Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy, con gái của Phi Nhung, chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo một nguồn tin khác cho rằng, cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn. Một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ đẩy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị ngay trong đêm đó cô đã về đến mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ đến hiện tại việc ca sĩ phi nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng lạc để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu một người hâm mộ cho biết tôi là fan của phi nhung từ rất lâu rồi nghe tin phi nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch, bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích. Một số lu ý kiến khác cho rằng, ca sĩ Phi Nhung thật sự đã mất rồi, làm gì có chuyện sống lại, mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng Phi Nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó, sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên, tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng với sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho phi nhung cho biết các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho phi nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ phi nhung một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến Phi Nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một Phi Nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu. Lý do thật sự vợ chồng Phi Nhung ly hôn, Wendy phạm thiệt thòi đủ đường. Khán giả từng không hề biết Phi Nhung có chồng, thậm chí có con gái ruột cho đến khi nữ ca sĩ tự thừa nhận vào năm 2017. Phi Nhung là nữ ca sĩ hải ngoại có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ với khán giả trong nước mà cả khán giả Việt khắp Nam Châu. Đây cũng là lý do dù bà mẹ đông con nhất showbiz Việt đã yên nghỉ, những thông tin về cố ca sĩ vẫn luôn được khán giả quan tâm, đặc biệt là chuyện đời tư. Lúc sinh thời Phi Nhung vô cùng kính tiếng, cố ca sĩ giấu nhẹm chuyện đã có chồng và sinh con từ khi chưa nổi tiếng. Đến khi con gái trưởng thành, năm 2017, dòng ca bông điên điện mới quyết định thú nhận với khán giả. Tuy nhiên cô không chia sẻ danh tính chồng cũ mà chỉ nói chung chung đó là người tốt và không phải mạnh quên. Sau tang lễ của Phi Nhung, những sự thật đời tư của cố ca sĩ mới chính thức được hé lộ nhiều hơn với tất cả công chúng. Một trong số đó là sự xuất hiện của chồng cũ. Người nữ ca sĩ luôn một mật bảo vệ giấu mọi thông tin. Được biết, bố đẻ của con gái Phi Nhung tên Phạm Trung, chủ một thương hiệu bảo dưỡng ô tô có tiếng tại Mỹ. Trong một lần chia sẻ hiếm hoi về chồng cũ, Phi Nhung cho biết cô và chồng cũ không có duyên. Anh Trung không muốn vợ cũ đi hát, nhưng đam mê của mẹ quên đi quá lớn, nên cả hai đã quyết định dừng lại. Phi Nhung sau đó chọn theo đuổi sự nghiệp, gửi con cho nhà ngoại để rồi thành danh như bây giờ. Trong khi đó chồng cũ cố ca sĩ cũng đã có gia đình mới. Phi Nhung luôn dặn dò con gái rằng người lớn thì không sao, nhưng con gái luôn phải nhớ rằng còn có bố, ông bà nội bố wendy là một người hiền lành và tốt bụng nên dù làm gì con gái cũng phải tôn trọng ba tôn trọng ông bà nội và phải là một đứa con ngoan từ nhỏ wendy đã rất thiệt thòi khi không được sống trong một gia đình trọn vẹn lại liên tục xa mẹ vì lịch biểu diễn dày đặc nhưng đổi lại cố ca sĩ phi nhung dạy con mạnh mẽ tự lập và kiên cường vì vậy mới có một wendy không chỉ là niềm tự hào của phi nhung mà còn là cả gia đình nội ngoại